Hôm nay là tránh dẫn bo đi thi bằng lái bà cô chú ơi. Đây 2 sáng giờ hai anh em đi rất là xa, một tiếng lái xe một tiếng mấy đồng hồ, hơn một tiếng rưỡi để đi thi bằng lái. Bo thông báo kết quả cho bà cô chú đi. Hồi năm trước đó bà cô chú là mình thi còn thi rớt còn một lần cuối rồi xong mình về Việt Nam rồi qua lại. Hết hạn phải không? Đó nó hết hạn nên là bây giờ mấy bữa là mình mới thi lại lý thuyết. Xong là cũng thử luôn, ba lần là lúc đầu vô lần đầu cũng hơi run mà nghĩ thôi bây giờ rớt rồi thì còn hai lần nữa, ai ngờ chị Ngân lên xe cái cũng tự tin thi cái là đậu luôn. Thôi mà ở dưới đây thi dễ nè ông bà cô chú mình mà ai ở BRR mà thi mà thấy khó quá Chánh nghĩ là nên xuống Modesto thi, tại vì đường ở dưới đây rất là vắng luôn hả? Đúng rồi, đường vắng. Cái thứ hai nữa là nó không có người đi bộ nhiều, thường là mình thi lấy xe ông bà cô chú biết anh chị là mỗi lần mình qua đèn xanh đỏ hoặc là mình qua con đường nào mình phải để ý người đi bộ, còn ở dưới đây thì ít người đi bộ, với lại là xe cộ rất là vắng. Thế nên khi mà cô chú anh chị chen lên hay là tuân rai tuân lép á thì nó dễ dàng hơn, với lại không có bị cái áp lực bởi cái người chấm thi, tại vì người đúng chấm rồi. Thi ta chấm ít anh hai thấy người ta cũng thoải mái hơn đúng không? Thoải mái hơn, kiểu như người ta lên xe là người ta nói là chen theo cái chỉ dẫn của người ta, mà kiểu sao người ta cảm thấy là safety for myself là được rồi, cảm thấy an toàn cho bản thân người ta là được rồi, kiểu tự tin lên, kiểu như mình lên mình lái xe cho biết là mình biết lái xe vậy đó. Rồi chúc mừng Bo, chúc mừng Bo. Rồi anh hai mệt quá, nói chung là Chánh là đồng hành với Bo với Tí là từ ngày đầu tiên tới giờ luôn, là chở đi chắc không phải là mỗi đứa phải ba bận rồi đó. Lần trước thì anh Tí ảnh gần về Việt Nam rồi, ảnh còn lần cuối, cái chuyện như ảnh đâu mà mò ảnh xuống đây cái ảnh tìm ra được chỗ này là cũng may mắn á, tại cái thứ nhất ở đây khu vực nó ít xe, thí dụ như ông bà cô chú chị mới lấy xe mà đi ra đường bự á rung tay lắm. Thì thôi bây giờ xin thôi đi kiếm gì ăn chứ sáng giờ hai cũng chưa ăn gì, 12 giờ mấy 1 giờ trưa rồi, 9 giờ anh giờ chưa ăn gì luôn, chưa ăn uống gì luôn mà chú ơi. Ông bà cô chú sáng nay Bo thi bằng lái đậu rồi, rất là mừng luôn. Bo thi 3 lần rồi, chính với Bo anh em đi sát cánh nhau rất là nhiều. Bo thi được bằng lái là cả nhà ai cũng vui đó, tại vì ở nhà còn Bo với Thảo là chưa có bằng lái thôi. Thảo thì ngày mấy thi em? Dạ ngày 6 tháng 11 là 6 tháng 11 và Thảo thi thành công nữa là quá tuyệt vời. Thì hôm nay Chánh sẽ dẫn Thảo và Bo đi ăn mừng. Thì ở chỗ mình có một cái nhà hàng lẩu mới mở, cái kiểu na ná như hải di lao gì đó. Hải di lao hả? Nhưng mà nó gọi là mu mu. Thảo dậy 5 giờ sáng là để set up livestream ông bà cô chú, là tới 9 giờ sáng cho bên Việt Nam mà ông bà cô chú nào mà mua những cái sản phẩm thực phẩm chức năng chuẩn chính hãng của Mỹ á, thì đây ông bà cô chú ủng hộ vợ chồng Chánh nha. Hai vợ chồng Chánh xin quảng cáo chút xíu nha. Với lại bên Chánh có một cái dòng nước hoa là tinh dầu nước hoa pha với nước hoa chiết rất là thơm nha ông bà cô chú, chỉ có 190.000 một chai 10ml. Một chai này mình rất là tiện, nhưng mà khi cả nhà mình mua hai chai sẽ được giá là 150.000 một chai. Cái nước hoa này Chánh cam kết luôn á là thơm rất dai, rất thơm và rất chuẩn luôn. Nước hoa này Chánh bán là rất là nhiều rồi. Cả nhà mình ai mà có nhu cầu là bỏ bí bỏ bóp đi xài hàng ngày đi làm để tiết kiệm thì cả nhà ủng hộ mình nha. Mình có đủ tất cả các mùi luôn, từ là J Dior cho tới Chanel cho tới là Scandal đó, tất cả các mã mùi luôn, Gucci luôn mình có hết nha cả nhà đó. Ai mà ông bà cô chú mình mà cần thì ủng hộ cho vợ chồng của Chánh. Chánh cảm ơn rất là nhiều. Ủa anh, cái mò phải đi qua bên kia nó mới tới hả? Ủa cái này là tại vì bên đó không có chỗ đậu xe, khó quá nên mình đậu trong mò nó cho đậu, hiểu không? Để cho mình đậu được 2 tiếng mình vô mình ăn, hai vợ chồng mình giết Bo ăn tâm tình tới 2 tiếng. Dạ. Mình đi. Cái tiệm này là thành phố gì vậy anh? Chỗ này hả, là cái này gọi là Pleasanton. Pleasanton. Cái tiệm nó sẽ nằm ở bên đây nha cả nhà. Đây là cái tiệm Mumu Hotpot nha cả nhà. Ở bên trong người ta ăn cũng nhiều lắm. Sẽ mua combo 2, rồi mình mua thêm nước súp cho Bo, với lại mình mua mình ép thêm thịt nữa là thành 3. Bây giờ Bo muốn ăn súp gì nè? Lẩu Thái có không anh? Có lẩu Thái. Bữa Bo ăn là lẩu Thái là cái gì Bo? Đậu rồi đậu thịt. Chỗ này á thì ở trước có ăn thử nghe anh Chánh với Bo chị ăn lẩu Thái thôi chứ tao nói là cái xiên tiêu á hả? Tự xiên tiêu á. Thì ăn không được đâu, cay lắm, xiên tiêu ăn không được đâu. Ba ăn gì nè? Em biết xiên chân nè. Ba xì. Xiên chân. Em ăn gì? Còn em thì em thấy nào ngon thì kêu, em đâu rành đâu. Bữa em chưa ăn qua nên em không biết anh kiểu gì mà ăn đó.
combo là bao nhiêu vậy anh? 75 đồng hả? Ừ. Là ăn được 3 người á hả? Đúng rồi. Và mình kêu thêm nữa đúng không? Vậy tính ra là nếu mà đi 3 người thì cũng phải là 100 đồng á. Cho là mình phải kêu thêm thịt với lại đồ á cả nhà. Ở bên này Thảo thấy đi ăn lẩu nè hay là ăn buffet á thì cái giá nó tương tự nhau, nếu mà 3 người á thì cũng phải khoảng 100 đến 120 đồng. Thứ hai là bỏ tiền lái xe. Nên là bây giờ là sẵn tiện là rửa luôn. Mì là ăn cái gì? Ăn bu đông hay ăn cái gì? Ăn bu đông thì bu đông cũng được, bu đông thì cơm cũng được. Thì cái bằng lái xe là hồi năm trước đó Bo với anh Tý qua đó, thì Bo với anh Tý là đã đậu lý thuyết rồi, nhưng mà là do là lúc mà mình thi á mình còn mới quá, mình cũng chưa biết về mấy cái luật chạy xe ở bên Mỹ, nên là mình hay bị mấy cái lỗi nhìn ở sau vai hay là những cái bản hiệu stop sign hay là yield rồi này kia mình cũng chưa có rành, nên là mình đi thi rồi rớt rồi. Với lại đường đông quá đó mình cũng chưa gọi là xử lý tình huống, ở Mỹ mình chưa có quen gì hết. Bo thì chỉ là cũng đã chạy xe Việt Nam rồi, cũng quen theo cái cách chạy xe Việt Nam rồi đó, nên là mà qua bên đây áp dụng những cái cách đó thì là rớt chắc chắn 100% luôn nha ông bà cô chú anh chị đó. Thì cái kinh nghiệm của Bo là nếu mà ai mà qua đây á thì một á là mình nên đi học thầy luôn rồi để cho thầy dạy cho mình biết hết tất cả luôn, còn hai mà đi thi á là biết chạy xe Việt Nam rồi mà mình không có muốn đi học nữa thì ông bà cô chú anh chị lên trên YouTube mình học mấy cái có những anh chị ở trên YouTube á, họ dạy cho mình là cách những cái luật đơn giản đó mình đi thi đậu, nên là mình chỉ cần lúc mình quẹo á thì mình nhìn qua sau vai thôi, rồi mấy cái stop sign thì mình dừng xe lại luôn. Cái đợt đầu tiên Bo thi, Bo đâu có biết stop sign là phải dừng lại hẳn đâu, 5 giây Bo cứ dừng xong rồi cái Bo thả ra nhích là Bo rớt đó. Thì cái lần thứ hai á là Bo sai cái lỗi là Bo nhớ Bo sai cái lỗi là khi mà quẹo từ cái đường này vô một cái len khác thì mình vẫn phải đi vào cái len đó luôn. Với lại một cái lỗi nữa là mình phải quan sát người đi bộ, cho dù mà những cái chỗ đó nó không có đèn xanh đèn đỏ gì hết, nhưng mà mình phải nhìn trước, mình thấy người đi bộ qua là mình phải dừng lại. Còn cái lần thứ hai đó Bo bị cái lỗi là Bo thấy người đi bộ Bo có dừng, nhưng mà Bo kiểu Bo không có đạp luôn, nên Bo bị lỗi đó. Cái lần thứ ba là sai cái lỗi gieo đó. Cái mình thi lại cái lần thứ tư cái mình cũng nhớ hết trơn rồi, tối trước khi đi thi mình coi lại những cái luật đó, cái là mình đi thi đậu cũng mừng. Mừng quá trời mừng luôn. Còn Thảo thì chưa thi thực hành lần nào hết á, thi thực hành ngày 6 tháng 11 này cũng hy vọng là đậu. Nói chung là ở bên đây mới mình qua, mình cũng phải học từ từ, những cái gì mình chưa biết thì mình cũng sẽ từ từ mà nhập. Như hôm nay là ăn mừng Bo là có bằng lái, với lại hôm bữa là Thảo Thi có bằng neo rồi mà chưa có rửa, nên hôm nay là rửa chung luôn, rửa chung hai cái luôn. Ở đây là người ta sẽ cho mình là order là online, hay là mình có thể order trực tiếp trên cái menu cũng được. Mình tránh không đợi mọi người phải ra, mình tránh không đợi mọi người. Làm nước chấm thì cũng y chang ở Hải Di Lao luôn, cũng có tỏi. Tỏi hành ngò ha. Mình thì không biết cái biết pha, nhưng mà mình là cứ chơi là với công thức là mỗi thứ ít. Hay như hay di lao vậy đó. Tính ra là ở gần khu vực nhà Thảo giờ cũng có nhiều quán ăn ngon đó. Giờ người ta bắt đầu mở lại đó em. Hồi lúc nó đóng đúng không anh, giờ mở lại. Ngày xưa sau Covid á, nhiều chỗ đóng lắm. Chánh là chịu khó tìm hiểu lắm, dẫn vợ đi ăn, dẫn em đi ăn, cho ăn uống, cho Bo nó mập, muốn nó lên mấy ký nữa. Chứ dạo này Bo nó ốm quá cả nhà. Ráng hay chưa? Biết ý nó luôn á, là nó ăn lúc nào cái cơm á, cái đỡ nó là chánh biết ý à. Đâu, phải có chén cơm nha, ăn thì phải một ăn thịt nướng của ăn cơm. Chắc bụng quá, mấy cái này về Bo hay tốt, Bo hay bị đói bụng đêm lắm. Như cơm sớm mà không ai bị đói bụng đêm. Hai đi lao bữa em với anh ăn 2 người cũng 100 đô. Bữa nay mình ăn 3 người cũng 100 mấy à, 150 rồi. Rau ra nè. Rau là mình có kêu thêm măng. Anh cái này là
cái gì ta? Cái này là thanh long hả? Ừ, thanh long. Thanh long. Măng ha. Đúng rồi. Để Thảo chia rau ra cho nó đều, ai cũng thế, đây là bầu qua ngu hết nha cả nhà. Người ta để trong menu là bầu qua ngu hết nha. Anh nó có túc bút kỳ nữa nè. Ừ, ăn đâu ăn túc bút kỳ đâu. Chị cũng ăn luôn. Không, nhưng mà bỏ vô đi cho nó ngọt nước. Bo không ăn nhưng mà nó cũng ngọt nước nữa. Nó không cho bắp hả anh? Hồi nãy anh có kêu không? Thôi để nó đi, anh tự gắp mà, có gì đâu. Không, hết bắp rồi, nó hết bắp rồi. Hết bắp rồi hả? Bây giờ em ăn thử đi. Đợi xôi em ăn thử nó đi. Nó chưa xôi, em đợi xôi xíu rồi em ăn. Đỏ âu luôn. Nhìn đã ghê, nước xôi chứ mình nhúng vô. Cái nước miso này á cả nhà thì nó có cay, nó rất là thơm. Nhưng mà cả nhà mình hay đi ăn sushi á thì người ta thường thường có cái chén canh miso, thì cái nước này y chang chén canh nó luôn, không khác gì đó. Cái nước nó nhạt nhạt đúng không? Đúng rồi, rất là thơm. Đây mình nấu miếng thịt thì mình chấm đậm nó vô trong cái bát nước chấm. Bát nước chấm của mình thì mình pha ra công thức là may mắn đi, thêm xôi. Ngon. Thịt tươi, mềm. Đúng là bò qua vô người không á. Ăn nó mềm tan nè. Măng không có thơm bằng măng Việt Nam mình nha. Măng Việt Nam mình chứ ăn thơm hơn. Anh thích ăn măng Việt Nam mình á. Măng này ăn cho nghe không có em mùi măng. Đó, có đó, Spanish nữa hả? Còn Úc thì ăn cái nước sốt, cái nước lẩu đó. Nước lẩu đó là, nước lẩu đó chị sợ lắm á. Tại bữa chị nấu lần với anh hai mà nấu bằng cái gói lẩu á. Hai vợ chồng đổ nguyên mùi lẩu luôn. Sặc sữa. Dầu đúng không? Dầu nhiều đúng không? Ừ, dầu nhiều quá. Dầu nhiều mà sặc luôn á. Ăn nhiều hết rồi á. Mà khổ nổi á, hấp nhiều nước quá giờ đâu tỉnh. Cay quá không? Dầu nhiều quá. Bây giờ bo muốn ăn gì hay order thôi chứ hai đâu có biết đâu. Đâu, thấy là em thích ăn rồi. Có ăn nhiều á. Cái này không có dầu ngon. Mọi người có một sở thích ăn. Còn Thảo thì lúc nào cũng chỉ ăn tôm dùm hoặc là lẩu thái, dễ ăn nhất. Anh thì anh thích thanh đạm. Chánh thì anh ăn nhạt nhạt. Chứ anh không thích ăn mặn hay là ăn cay quá. Ngon. Anh chia sẻ được với vai hình nữa. Nước này cũng thơm, ngon. Đây là mình ăn bột ké, như là cái nước lẩu của ba Chánh cả nhà. Là sẽ làm một cái giống như là mì udon vậy á. Thì đó là u đông đó bà xã. Nó là u đông luôn á. Đây đây, em ăn thử miếng đi. Giờ Thảo ăn thử nha cả nhà. Thảo cũng đói quá. Mọi người mai ở vòng vòng gần đây nè, cả nhà gần San Francisco đồ mà muốn đi ăn mà thoải mái á. Xuống đây cái món này mới mở, ăn thấy thoải mái lắm không bà con chú. Đồ ăn ngon, phục vụ ok. Cái nước súp này cũng ngon nữa, nó chua chua. À chiều là có em giống người Thái vậy, em cứ thích cái gì em cũng ăn Thái. Có rủ chú Hinh nữa, nhưng mà bữa nay chú Hinh với cô Liễu là làm gì trễ cả nhà. Ừ, nó ăn mì u đông rồi mà cô chú thấy không? Ngon không? Nè con review cho chú coi mì với con. Đúng ngon quá. Đúng ngon luôn á hả? Mà sao nữa nè, anh nói nha, để anh nói nha. Các anh có thấy làm sao không? Nhìn con ăn lớn rồi biết ăn, giờ biết ăn được nhiều thứ mà cô chú cũng mừng. Sợ nó biết ăn đồ Việt Nam mình á. Mà ở đây chắc cũng không có cho đồ ăn đồ Mỹ đâu mà sợ. Nhà mình ăn cơm toàn là đồ Việt Nam không mẹ. Mẹ mua cái mì này cho con nữa nha. Ờ, mai mốt mẹ mua cho con nữa ha. Ảnh ăn ngon đó cả nhà, anh nói là mốt mẹ mua cái mì này cho con ăn nữa nha. Út bò là ăn đây, anh dứt hết chén, gần hết chén cơm mình nè. No, ăn vô chứ no gì. Ăn thịt bò nhiều vô. Ăn là gì uống sữa. Ăn, đừng ăn cơm nhiều quá, ăn thịt bò, chẳng có đạm.
chị ngon luôn. Ngon, ngon ha cha yêu ha. Đó, là niềm vui là ông bà cô chú ơi, niềm vui là đây thấy vợ con mình ăn ngon, vui ăn uống vui vẻ, em út trong gia đình đoàn kết yêu thương nhau là cái đó là niềm vui lớn nhất luôn á cả nhà. Ăn no chưa? Mẹ chưa, mẹ mới ăn rồi. Con no chưa? Này có con á, này có mẹ. Gần gần về Việt Nam bây giờ đi cắt tóc. Về Việt Nam cắt cũng được. Bò ăn được thêm hả? Cái thằng lòng cũng ngon. Cái thằng lòng nó ăn ngon á, kêu thêm 7 đồng một dĩa bự nữ. Con ăn ngon quá, mẹ mốt mẹ mua cái này cho con ăn nữa nha. Mẹ mốt mẹ mua cho con ăn nữa nha. Nó ngon. Anh thấy sao? Thấy ngon. Ông bà cô chú anh chị thấy thấy cái mặt của Ryan bị chạy á, hồi chiều ba anh chở anh đi công viên á, rồi anh tuột cầu tuột anh bị đụng vô nên là cái mặt bị đỏ luôn. Con nè, thằng giấy của con á. Con nhớ hấp nước nữa nha. Nước của nó bổ lắm á. Nước của nó là con ăn nhiều nước là tốt lắm á. Nhớ. Dạ. Đó không cũng được thường nè. Hay không. Gắt gắt. À. Ngon phải làm sao ta? Like. Mình hai vợ chồng mình vẫn ở đây vô trong Daiso. Daiso bên Mỹ như này cả nhà. Ở Việt Nam như cũng có Daiso phải không em? Ở đâu cũng có Daiso. Ở đâu cũng có Daiso á. Mỹ cái này thấy đây. Có Daiso ở đây cái chợ anh đi vô thẳng tiện đi vòng vòng cho tiêu luôn. Daiso giờ bán đồ rồi Christmas rồi hả ta? Cả nhà nhìn anh Chánh nó mặc cái áo của ba, nhìn anh như ông cụ non. Daiso giờ có đồ Christmas rồi nè. Đó, như là bên đây là đồ trang trí Halloween nữa nè. Như Daiso này của Nhật á. Của Nhật anh, Daiso là của Nhật. Đồ như rẻ phải không em, phải không có mắc. Dạ đúng rồi, bên đây là đồ 1 đồng anh thấy không? À. Này là 1 đồng 25 nè, 1 đồng 75 nè. Daiso nè. Là 1 đồng nè cả nhà. Anh thấy cũng có bán đồ gia dụng nữa nè. Đồng giá luôn. Ơi. À, bông tai nữa nè. Mẹ. Ơi. Mẹ cho con mua mấy món nha. Ờ dạ, anh đi đi, em ở đây. Rồi mẹ cho mua 2 món đó. Mẹ cho mua 2 món đó, con lựa đi. Con sẽ chọn cái này. Con thích cái đó hả? Dạ, cái nó dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Rồi con chọn thêm cái nào nữa? Con lấy con từng lọc hả? Con không lấy con già Noel hả? Dạ, Noel thích hơn. À, mình lấy xong mình phải để làm sao? Ừ. Mình thử rồi mình phải để làm sao lên cho người ta bán, người ta trang trí, người ta để ngay ngắn, mình phải để ngay ngắn lại chứ. Phải quay mặt ra nha. Để ông thôi là cô bán hàng của La đó. Rớt nữa kìa. Rồi con lấy tầng lọc hay là con lấy em già Noel? Già Noel. Già Noel đúng không? Rồi mẹ cho 2 món đó nha, chứ bình thường là nó lẽ là chỉ được 1 món rồi đó. Này mẹ thấy được chưa? Ở tao không? Đó, đồ chơi đó, thích chưa? Thích. Sáng liền, mắt sáng liền. Cười. Dạo này ít được mua đồ chơi lắm nè. Cả nhà ơi, lâu lâu mới được mua. Mẹ, cái này rồi. Cũng là đồ bóp bóp nè. Đúng rồi, cái đó bữa mình có rồi đó, nhớ không? Mà ở trong đây nó nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà mình có rồi, mình thôi ha. Dạ. Sure. Mua cái nào mà mình chưa từng có đi. Mẹ, cái này hồi trước anh nói mẹ mua nè. Ống dơm mà cái này là một cái mà ống dơm hả con? Đây cái này mà mình bỏ Hà Lan vô nó để mình bóp nó chỉ dễ à xà chất nhờn mới mẹ hà chất nhờn á hả con? Dạ hà mình bỏ xà lam vô nó sẽ ra chất nhờn đúng không? Đâu mẹ coi coi. Trời nhiều đồ chơi á Ryan á. Không biết mà Thảo không biết luôn á không cả nhà. Nghe nè, lắm nha. Hà hôi dơ quá à. Con thích lắm á. Con thích mà dơ quá à. Hả? Ai có mở? Ê, ai mới mở mình không có được mở đâu. Người ta mở rồi một lát nữa mà người ta coi camera, người ta tưởng mình là người ta bắt đền đó nha. Dạ. Ai mà mở thì mình kệ, mình không có lấy của người ta mở ra nghe chưa? Dạ.
Rồi con thích thì con lấy đi một cái, với lại cái này nữa là xong, hai cái là hết. Cho hai cái thì tùy anh thích, à anh thích cái nào là mẹ tôn trọng cho anh lấy cái đó. Con lấy cái này. Rồi con lấy cái đó đúng không? Xin chúc mẹ. Cảm ơn mẹ gì? Cảm ơn chú. Cảm ơn mẹ đã mua đồ chơi cho con. Trời ơi, định nên định ghê lắm. Cái giờ Noel hả? Bây giờ lại đi về. Mình muốn bà giả bộ bà làm giờ Noel, bà mua quà cho con nha. Dạ. Chị cảm ơn bà cô chú nha. Cảm ơn bà, bà chú. Mình đã theo dõi kênh gia đình của Chánh. Hẹn gặp lại bà cô chú mình ở những video tiếp theo của gia đình. Bye bye. Bye bye.